Thu lên tiếng về nghi vấn mang thai với Minh Vẹo Willux sau khi để lộ vòng hai lùm lùm. Cách đây vài ngày, thông tin Minh Thu, một nhân vật xuất hiện và từng gây sóng gió trên mạng xã hội với những livestream chia sẻ về vật lý, đã mang thai khiến nhiều người tò mò. Nguyên nhân cho nghi vấn này xuất phát từ một livestream để lộ vòng hai lùm lùm to bất thường của cô nàng. Với khoảnh khắc này, nhiều người còn mạnh dạn dự đoán Minh Thu đã mang thai được khoảng 5-6 tháng và dần dần gọi tên bạn trai cô, anh chàng Minh Vẹo của team Willux. Sau khi tin đồn được lan truyền khắp nơi thì mới đây, Minh Thu đã livestream giải thích. Cô khẳng định mình không hề mang thai mà chỉ vì tăng cân và bị chiếc váy hại. Cụ thể, Minh Thu cho biết, từ hồi mukbang, mình đã nhận với mọi người là mình tăng cân. Đặc biệt là từ khi quen anh Minh đến bây giờ là tăng cân nhiều lắm. Thứ nhất là mình tăng cân. Thứ hai là hôm về Vinh, lúc đang livestream kiểu make up, khổ thân cái váy lúc đó mình đang mặc không có chiếc eo nên lúc đứng dậy tự nhiên nó bồng lên. Khoảnh khắc đó cũng chỉ có mấy giây thôi, không biết vì sao mọi người lại nghĩ nhầm nó là em bé được. À, mọi người cũng có thể nghĩ nhầm nó là em bé, nhưng nó là bé mỡ đó. Ngoài ra, Minh Thu còn cho biết, lời đồn này khá ảnh hưởng đến mình nên mong mọi người hãy dừng lại. Dẫu vậy, ở phần bình luận, netizen vẫn tiếp tục tò mò, để lại nhiều bình luận về nghi vấn mang thai của Minh Thu như 97 có em bé cũng là bình thường mà, bố em bé là ai, trai hay gái vậy? Trước đó, Minh Vẹo là cái tên được dân mạng nhắc đến nhiều nhất khi rộ lên tin đồn Minh Thu mang thai bởi cặp đôi đã công khai hẹn hò được vài tháng qua.